Giận nhỏ này dữ không? Tao giận thôi, tao không cứ đâu mày ơi. Tao không cứ. Nó thôi mày cứ nó về đi. Không sao, mới không sao đâu. Cứ về cái mình mua cái mâm thiệt là bự á. Cái mình tưởng đâu là quả chỉ mẹo. Mình mới nói vậy, ủa mua mâm chi? Để nó ngồi lên thờ luôn. Xin mời. Chào cô. Dạ, chào cô. Mời cô ngồi. Dạ, chào cô. Rất vui được chào đón hai mẹ con tham gia chương trình. Xin chào Quyền Linh. Dạ. Chào cháu Lê Lộc. Dạ. Cô tên là Trần Thị Mai. Năm nay cô 58 tuổi, là cô hưu trí rồi. Cô có ba đứa dâu. Này dâu Úc. Ba thằng trai hả? Ba thằng trai, đứa con gái. Quá. Bà và chồng có rất nhiều kinh nghiệm đây nha. Dạ, dạ, xin mời chị giới thiệu. Dạ, em xin giới thiệu, em là Nguyễn Thị Ngọc, là con dâu Úc của mẹ. Em thì hiện có bé nên nghỉ làm luôn rồi, ở nhà nội trợ của mẹ. Em làm dâu được 3 năm rồi. Cái ngày đầu tiên mà cô Mai gặp con dâu của mình á, thì cô thích cô gái này ở điều gì? Không biết nó thiếu ăn hay là cái tạng nó vậy, không biết. Nó ốm nhắc thà. Đó, rồi cái nói trời ơi, sao mà mày chọn đứa nào mập mập nó dễ đẻ cho mẹ tí. Nó ốm quá, sao nó đẻ được con? Không không, có nhiều đứa nó ốm nó đẻ dữ lắm à. Trời ơi, về năm trước sao đẻ rồi. Thấy chưa? Đâu phải ốm mà khó đẻ đâu. Đó. Đó. Rồi cái không thích cái vụ ốm nó không thích. Đó, nó ốm nhắc tới dài sọc à. Đó, đó. Ốm mà dài nữa. Trời ơi. Hả con nói, không có đâu mẹ ơi, mẹ làm dội. Không có làm đâu. Dồi. Mẹ làm dội, mẹ về đi, mẹ không biết, về đi. Vậy là nó biết dồi à. Sau bao nhiêu lâu thì cô mới có thiện cảm lại với chị? Nếu ngày thì cái lúc mà hai tụi nó mới quen nhau á. Dạ. Nó về nó giới thiệu đó. Là cũng được năm mấy thôi, thằng này đi nghỉ vụ. Thì tội lắm, từ nào nó cũng đi thăm hết á. Mưa gió gì nó cũng đi hết á. Dạ. Nó thấy về thương. Nhưng mà có lần nó đi lên cái vụ một lần vậy, mình mới dặn nó vậy. Con ơi, mình ở nhà thì đầy đủ mặt hết, còn chồng con đi thì nó buồn, nó thiếu đủ thứ. Mình lên mình tạo cảm giác cho nó vui vẻ nha con. Nó dạ dạ dạ, bác dặn rồi, bác dặn con nhớ. Tới chừng lên cái mình cũng nói chuyện với con, mình thì đang hỏi thăm con, ăn uống động viên cho con. Tự nhiên chứ ngồi kế bên mặt chỉ buồn so. Con ngồi ở đây sao bác không hỏi con? Dạ. Sao bác hỏi thăm con đi cực quá, sao bác không hỏi thăm con? Trời ơi, nó nói một câu mình chớ giới luôn. Ừ, mình không biết cái gì, không biết con nhỏ này, không biết cái nó trứng, nó mắc ăn cái gì, nó trứng gió, gì không biết. Ừ, nó sợ quá, đúng là nó giận quá, giận rồi mà la đây thì tội nghiệp con mình nó đi nghĩa vụ. Mà xung quanh mình đi, nói ngay mình đi, bạn bè theo mình nhiều lắm. Buồn quá đi, cái có bà bạn có thân lắm, mà lại phải hỏi. Giận nhỏ này dữ không? Tao giận thôi, tao không cứ đâu mày ơi. Tao không cứ. Nó thôi mày cứ nó về đi. Không sao, mới không sao đâu. Cứ về cái mình mua cái mâm thiệt là bự á. Cái mình tưởng đâu là quả chỉ mẹo. Mình mới nói vậy, ủa mua mâm chi? Để nó ngồi lên thờ luôn. Trời mà, ơi. Mà sao lúc đó tại sao bực mình quá sao? Không, hay giỡn chơi đâu. Câu đó dạ khi. Lúc đó thì giống như là em với bạn trai cãi nhau. Đó, cái xong rồi cái mẹ cứ nói vậy nè, thôi con lo ăn đi, kệ nó đi. Cái em buồn, em nói là tại sao em cũng đi thăm cực khổ mà tại sao mẹ cứ kệ đi, giống như là không quan tâm tới nó. Tại sao bác lo cho con bác mà bác không lo cho con? Mà thật sự là lúc đó là cái tiếng của em là giống như quê là ăn to nó lớn hay nói chuyện sẵn sàng gì đó. Chứ cũng không có ý gì. Nhưng mà tại vì mẹ thì người thành phố mà mẹ nói là mình lớn tiếng. Nhưng mà thật ra là cái giọng em nó vậy á. Em là quê ở đâu? Dạ, ở Đồng Tháp. Nếu lần đầu tiên gặp mẹ em thấy mẹ dữ không? Dạ, lần đầu tiên gặp thì thấy mẹ hơi khó. Nó làm dâu mấy năm rồi, về nó thấy cũng thương đó. Nhưng mà cái lúc mà nó nói vậy thì về nó nghe là không cưới. Nói với con trai, giờ con muốn chịu qua chịu thì mẹ cưới, chứ giờ con chịu Ngọc mày không cưới. Chỉ có cái vụ đó thôi mà không cưới hả? Cái mới nói nó, ủa sao vậy mẹ mới nói vậy đó mà giận không cưới đó. Nó theo, nó cũng nói rồi, con trai nó cũng nói rồi, ba nó cũng nói vô dữ lắm luôn mới cưới. Tại vì nói chứ giờ chưa cưới nó mà nó nạt mình vậy rồi, mốt cưới về nó làm sao. Đó, cũng theo năn nỉ rồi dữ lắm rồi thôi, cũng tội nghiệp nó là thôi. Thôi kệ thôi, mấy năm giờ mới cưới, nhưng mà cưới tuyên bố một câu vậy. Bây giờ con thương thì mẹ cưới. Nhưng về, mẹ không chịu trách nhiệm mà nha. Nhưng mà nói ngay về mấy năm rồi thấy nó làm thì cái bản chất của nó là lớn tiếng thôi. Chứ trong lòng, trong dạ nó không có. Yeah. Nó không có gì chân. Là bữa đó nó về làm dâu, bữa đó nó xài nó nấu cơm. Tôi với ba nó đang ngồi trước vậy đó. Tự nhiên nghe la lớn lắm. Mẹ ăn cơm, ba ăn cơm, giật mình luôn. Đó. Nó đứng làm sao mà nó la lên vậy. Cái xong cái con cái
Dạ anh sao đó, nó gì vậy? Dạ trái nhà. Trái nhà hả? Vậy đó. Cái con dâu lớn nó khều khều con này nó mới nói: mẹ ơi em nó không biết. Cái xong à, không biết con dạy em lợi nghe con. Thôi giờ cái tôi mới đi ra ngoài tôi nói ông ơi vô ăn cơm, con nó nấu cơm xong rồi chứ không phải trái nhà. Em la sao, em la thử, em kêu ba mẹ xuống cơm nói thử coi. Thì ở dưới quê em cũng hay kêu đó. Kêu, kêu sao? Ba vô ăn cơm, mẹ ơi vô ăn cơm. Cũng đâu có gì đâu ta. Ví dụ nói ba cơm, mẹ cơm đó, đó. Nói vậy mới... Ví dụ như mà ví dụ ba mẹ là hơi xa xíu thì mình kêu cũng lớn lớn xíu. Có ai nào kêu ba cơm, mẹ cơm không? Dạ đó, đó, vậy đó, y vậy, vậy đó đúng không? Đúng rồi. Vậy mới giận chứ nếu mà đó. Kêu ba ơi ăn cơm thì đâu có giận đó, đâu đó. Cái tật quen thôi. Dạ. Dạ là cũng bớt rồi, nhưng mà cũng còn sẵn sàng la con. Sẵn sàng, cũng như đút con ăn mà lỡ mà ăn mà nhỏ trớ vậy cũng sẵn sàng la vậy đó. Rồi mình là bà nội ngồi kế bên mà. Dạ. Nói con ơi, nhỏ nó không ăn nữa, con đừng có ép. Đó. Tại vì nó ăn cái nhu cầu nó bao nhiêu thôi, có con ép hoài con đừng có la nữa. Thôi mẹ đừng nói, để con đút nó cho coi, nằng hơi đút nó hết hả? Vậy đó. Không, tại vì cái bản chất nó như vậy. Thôi bây giờ đất không chịu trời thì trời chịu đất chứ sao vậy? Giọng mình không lớn bằng nó thôi rồi kệ cho giọng nó lớn. Nói nó con ơi, trong nhà bây giờ có giọng đàn bà lớn rồi, con đừng thêm cái giọng nữa, con nó rối nội bộ hết. Đó nói không thật sự cái giọng vậy thôi chứ thật tình mà nhìn gương mặt cũng phúc hậu lắm cô. Anh là cái giọng nó vậy thôi, nó quen. Mà từ từ rồi bây giờ 10 phần nó bớt 4 phần còn 6 phần. Bây giờ mình nói nhẹ nhàng lại coi, ba mẹ xuống ăn cơm với con. Dạ ba mẹ xuống ăn cơm với con. À ví dụ cho cái từ nó dài dài chút á cho nó tình cảm, cho dù lớn dù như ba mẹ ơi xuống ăn cơm với con thì nó vẫn tình cảm hơn là dạ. Ba mẹ cơm. Đúng không? Dạ. Nó ngắn quá thì nó đôi khi người ta hiểu lầm thôi. Dạ. Đúng không? Rồi ở nhà hai mẹ con mình có điểm nào mà chưa hợp nhau đúng không cô? Không, về là mẹ con về là biết ý nhau rồi. Dạ. Thì thí dụ như có gì thì la cái rồi thôi rồi bỏ. Ừ. Nên về lúc đầu thì về nghĩ mẹ, trong lòng cũng cứ nghĩ là mẹ khó. Tại vì mẹ kỹ tính lắm nên lúc nào mẹ cũng mình làm gì không dự ý. Mẹ đứng hay mẹ dò mẹ ngó nè. Quét nhà mà cái tướng mà đứng thẳng lưng như em vậy nè là mẹ sẽ nói trời cái gì mà con gái mà đứa quý con thẳng lưng làm biếng lắm nè. Ừ. Còn chùi nồi nha, mẹ kỹ lắm, cái nồi mà phải chùi mà phải bóng thiệt là bóng đi. Mỗi lần nấu là phải chùi. Mà lúc đó em đâu biết đâu, em chùi cũng chùi nhưng mà không có bóng, mà vô mẹ ngó. Nè mẹ chùi một lần nha, rồi con nhìn đó rồi con coi nha, coi mà sao mà chà, làm sao mà nhìn vô thấy cái mặt mình trong đó luôn á. Cái có chà được thấy cái mặt không chị? Cũng cố gắng mà đứng mà nhõng lưng nhõng căng mà chà cho cố mà chà cho chà mà thấy sao mày không nói nữa, chắc là vừa ý rồi. À, chắc thấy cái mặt của mẹ trong đó là mẹ vừa ý rồi đó. Gặp lúc đó cô? Gặp lúc đó anh nói mẹ đừng có lo, nếu con chà bóng lấy ký con gắn vô cái đít nồi cho mẹ nhìn thấy có gì đâu. Trời ơi, nhưng mà khó từng ly từng tí như vậy thì chị có thấy khó khăn lắm không? Lúc đầu thì mình nghĩ là mẹ khó nhưng mà thật ra không phải, cuối cuộc thì mẹ kỹ tính thôi. Ví dụ như là mẹ đi sáng sớm là phải cái kệ đường muối là mẹ phải lao hết miệng mấy cái lọ đó đó là phải sạch hết, không được dính một hộp đường ngoài, tại vì rơi ngoài nó dơ, phải kỹ phải sạch. Ừ. Vi khuẩn mẹ nói chung là rất là kỹ chứ không phải là khó. Bây giờ sống lâu rồi mới biết mẹ khơi mẹ kỹ. Cái đó là kỹ là để chi, để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà. Dạ. Nếu mà nồi nó dơ mình nấu ăn vậy nó không có tốt, rồi ly đường ly tách rồi kiến bu này kia rùi bông kiến đậu nó không hay. Dạ. Dạ lúc đầu không biết, trời ơi, cứ cũng giận lắm cũng buồn mà làm cũng không có vui nữa. Ủa tại sao cũng vậy, thấy cũng được rồi mà tại sao cứ hay bắt phải làm tốt hơn nữa. Ừ. Cái lúc đó ức lắm hả? Cũng khó chịu nhưng mà thấy nó suy nghĩ là thì cái đó sạch thì nó tốt thôi. Giờ em quen luôn rồi. Ví dụ như mà đi đâu á, bất cứ đi du lịch ở đâu cũng vậy, ăn uống là thấy mẹ ăn ít là mình hiểu sao mẹ ăn ít rồi, sợ dơ với mình phải mượn nồi người ta phải chà lại nấu sạch sẽ mình mới ăn. Đi chỗ khác cũng chà nồi người ta luôn hả chị? Đúng rồi, mình mượn đồ mình nấu, không ít khi nào mà đi ăn mẹ ăn ngoài lắm. Mỗi lần đi du lịch mẹ nói làm như mà đi nghỉ dưỡng luôn mấy tháng vậy đó. Đem nồi niêu son chảo theo, đường muối bột ngọt đem để đủ hết luôn đó, là nấu tự nấu tự ăn. Bữa đi đám cưới mẹ còn bắt đem nồi theo luôn trong nhà hàng. Nói chứ vậy là cũng được chứ, tốt cho con. Dạ, cái mà đúng rồi, mẹ cũng dặn con cái là ít ăn ở ngoài tại vì cô, sợ cô, ngoài không vệ sinh. Cô thấy con dâu cô nó giỏi nhất là để vấn đề gì cô? À bây giờ nó làm dâu cũng được 2 năm mấy rồi. Dạ. Nó giỏi nhất là cái vấn đề là mài dao với chùi nồi. Giỏi nhất mài dao chùi nồi hả? À, chùi nồi thì sáng mà mài dao thì nó bén. Ủa hồi xưa cô có yêu cầu chị mài dao bén không? Dạ không, mẹ làm đồ ăn rất là ngon. Nhưng mà thấy mẹ làm cực mà mỗi lần sắc cái dao khứa mà đổ mồ hôi luôn á. Nó thương quá, nói trời ơi mày cái màn bếp mà thấy cái con dao thấy bực rồi. Vô anh mài,
nói mẹ em mốt đừng có mua cái mai, cái cục mài này nha, mua cái cục mài bằng gạch á để con về con mài cho nó bé. Mua về em nói mài em liếc xẻ mỗi lần vô biết là mài ghiếc mà nó bén, mà mẹ nói công nhận nhỏ này mài dao bén thiệt luôn á. Mày coi chừng mày nghe Tú nó chọc em vậy đó. Nó dạ không có mẹ ơi, ý con không có vậy, tại con muốn mài cho bé nên mẹ làm cho nó dễ thôi, chứ con không có ý dằn. Dạ con mẹ có ý. Nhớ nha, làm dâu mẹ chồng phải là lao nồi cho bóng, mài dao cho bé. Con dâu của cô có những cái tật xấu gì mà cô không thích không? Đó thì nãy giờ nói với Quyền Linh với Lê Lộc, cái tật xấu của nó là nó lớn tiếng thôi. Vậy dạ. Thôi à. Nhiều khi nó cũng mua cái này cái kia cho mình ăn, mà nó kêu lớn tiếng rồi cái ba nó ngó mình, cái mình ngó ba nó, cái cười nhau cái là biết rồi đó. Thôi kệ đi, nó nói lớn tiếng mà nó mua đồ cho mình ăn được rồi. Chứ giờ nó nói nhỏ tiếng nó mua đồ lén hai chồng nó ăn rồi mình không có ăn nữa. Còn hơn nó nói nhỏ mà nó không mua đúng không? Nó ở mấy năm thì nó cũng quen hết trơn rồi. Có cái nhà cũng chơi cũng vui lắm, tổ chức rồi có thí dụ như lễ thì ta đi chơi, còn mình mấy mẹ con đổ nhà xúm nhau chơi cá ngựa. Dạ. Vậy đó. Thì chơi cá ngựa mà hả, ai ăn tôi không được à nghe. Tại mình làm mẹ mà. Thôi rồi. Chơi kỳ vậy. Chơi kỳ vậy trời. Mẹ mà không ăn được rồi nha. Đó. Bắt buộc phải thắng con dâu hả? Nó chơi sao nó chơi đó, con kể đi. Nói chung là vậy nè, nếu mà mẹ thắng bình thường nha, chơi một cách tự nhiên mẹ thắng thì thôi. Con ngày mai con ăn gì mẹ mua. Cái mẹ mà thua rồi tụi bay muốn đói hết phải không? Ngày mai muốn ăn cơm, muốn ăn cơm tiệm hay ăn cơm nhà? Ý là thua là mất tiền, là mai không có tiền đi chợ đó, là phải nói chung là phải tự hiểu. Đó là cái mẹ hỏi, nhưng mà thấy mẹ hỏi vậy là bắt đầu tự nhiên là chơi khác lại liền. Thôi không được cũng được, chơi ép quá không được. Mẹ chồng chơi gì ép quá. Ủa có bao giờ mà mẹ chồng thua chưa chị? Có. Rồi sao, nhịn đói hả? Thua rồi giáo bộ cũng hùng lại cho mẹ nấu, giáo bộ không tiền trả lại. Không tiền trả lại. Thua là không tiền trả lại. Lấy. Chơi chi trời. Vậy chơi không nghĩ luôn cho vui rồi, mệt quá. Chơi không vui vậy trơn. Chơi mệt thêm. Mà có bà nó đứng sau lưng, bà nó chống nữa. Bà trời. chống dâu hay chống cô? Trời chống tôi chứ. Trời ơi. Chơi gì ba mẹ. Bà nó phải bình tôi chứ. Bà nó như vậy. Chứ tụi con ngày mai mẹ đi chợ mẹ nấu đồ ăn ngon lắm đó tụi con. Dạ tụi con biết rồi. Ngựa đây đáng lẽ đá nè, đi tới số 7 đá mẹ nè. Mà thôi con không đá, con lùi lại con đổ số khác. Trời ơi. Thôi nghỉ chơi đi. Đừng chơi. Thôi vậy mình tổ chức chơi năm 10 vậy đó. Cho nó dễ. Nói chung là chơi gì cũng thắng nổi mẹ đâu. Vậy hả? Dạ. Dứt khoát vậy đó hả? Nó chỉ lâu lâu giả bộ nhường thua con cái thua cho nó vui. Cái cho nó vui chứ mình đúng thắng rồi. Hoài nó không vui. Đúng rồi đó. Nhưng mà ăn... có con cái nó thắng mình mai cho nó ăn cơm con quẹt. Cũng như không. Dễ thương nha. Nói chứ như câu chuyện rất dễ thương luôn á. Dạ. Có nó thì gia đình thêm hạnh phúc hơn nữa. Dạ. Ha. Nhiều khi nói làm dâu thôi chứ thật ra em không có làm nhiều hết trơn á. Ba mẹ làm hết, tại vì mẹ nó ăn rất là ngon. Mình chỉ là cho con ăn xong rồi dỗ con ngủ. Lâu lâu rảnh lau cái nhà, rửa đóng chén vậy thôi. Lâu lâu thì có mét chút xíu chuyện chồng con mình nó nhậu nhẹt rồi hút thuốc vậy đó. Ví dụ như mét á mà mẹ binh mình á, mẹ la ảnh á thì mình làm tới luôn. Còn mà không binh thì mình im luôn. Nhưng mà có những kỷ niệm nào mà chị thấy thương mẹ không? Có một lần là em nhớ là lúc trước á là em đi làm. Tại vì mình sinh viên mà mình nghỉ hè được làm cả đêm một tháng trời luôn. Cái lâu quá không qua bác nhìn mình, bác khóc. Tự nhiên nhìn mình khóc quá trời luôn. Tự nhiên cái thấy vậy mình cũng khóc theo, hỏi sao vậy bác. Trời ơi sao nay con ốm như vậy. Trời ơi mẹ ơi, mày xưa mày ốm, nay mày ốm hơn nữa, mình xanh ghê quá. Cái khóc quá trời rồi cho con hủ thuốc thực phẩm chức năng về, con uống vô đi, con ăn uống rồi vô. Nói chung lúc chưa cưới mà mẹ đã thương vậy rồi. Có bao giờ con dâu mà nó lo cho mẹ chồng mà mẹ chồng cảm thấy xúc động không? Có à, có một lần là đi về quê của nó thì bữa đó mưa tầm tã lắm, cái đang đi trên đường mà đám ma xong rồi đang đường trở về nhà nữa, cái xong nghe điện thoại reo, nói mẹ ơi mẹ à, mẹ đi về mà trời mưa giờ lạnh đó mẹ, cho con có nấu nồi nước là bưởi á, nồi bưởi cho mẹ tắm để mẹ đi đám về đó rồi con tắm cho mẹ khỏe, nhưng mà con hái nó bưởi cao quá mẹ ơi, kiến cắn quá trời luôn nè. Nghe con nó nói vậy là mình cũng xúc động, con nó thương mình, nó lo cho mình. Thiệt mà tính chừng về, bắt đầu nó bưng cái nồi lá bự lắm, kệ nệ vô. Mẹ vô đây mẹ tắm nè. Cái mình mới nháy mắt. Mẹ mày nó kìa, mẹ mày nó kìa. À mình nháy mắt, mẹ mày nó kìa, mẹ mày nó kìa. Đó mình nháy mắt vô. Cái nó dạ con đem vô cho hai mẹ tắm nè, con đem. Trời, nghe nó ngọt xớt ha. Con nhờ mẹ cứu chứ không mẹ ruột cũng buồn. Dạ.
Nói chung nào khi cũng quên, sơ ý mình quên á, tắm về mình rửa đi những cái không may mắn á, cho nó thơm rồi. Người nữa. Với lại đi nay mưa về tắm nước ấm nó tốt. Hôm nay thì cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Bây giờ biết là con sống hồi nào, bây giờ ở dưới quê là con nói lớn tiếng. Nhưng mà giờ lên đây rồi thì thôi, cái nhà mình nó chiều dài có mười mấy mét à. Con nói vừa là mẹ nghe được rồi. Lúc mà giữ con không biết nó trét hay sao thì mình không biết. Như la nhỏ quá, nhỏ chớ giới mà nhỏ mới có 1 tuổi rưỡi à. Nhiều khi la nhỏ ngồi im ru ngó thò lỏ nó luôn vậy đó. Mới 1 tuổi rưỡi là nó biết mẹ nó khùng rồi. Tại nhiều khi á, nhờ ở nhà giữ cháu, bà thương cháu quá xót. Nhiều khi á, mình sơ xuất nít mà nó nhanh lắm, đâu kịp đâu. Tới cái ạch, tại sao lưng dài, chân dài ở đó anh chị? Cưới về chân dài lên lưng dài là phải biết nó té xong nhào lại. Con biết tại sao chị không dám chia sẻ với cô rồi. Cô la dữ quá sao dám nói được. Ông chị ha, là bỏ con ơi. Dạ, nhưng mà thôi sẵn tiện ở đây chị mong muốn ở mẹ điều gì chị nói luôn đi. Con mẹ buồn con cái chỗ nào hoặc là con không đúng chỗ nào á thì mẹ la con liền, lúc đó thì con sẽ biết là con sai ở đó. Nhiều khi để mẹ lâu quá mà dồn cục là cái mẹ giận cái mẹ phun ra cái con không biết là lúc đó con có sai không. Nó từ phun giống như là nhà nhà phun tơ nhà ngọc rồi đó, chửi mà phun tơ nữa. Rồi, nói chung là mẹ có la con á thì mỗi mốt mẹ la nhỏ nhỏ thôi, tại vì con sợ mỗi lần mẹ la xong, lần nào mẹ la giờ mẹ cũng mệt hết. La xong là mẹ thở. Rồi qua ngày sau là bắt đầu là nằm luôn. Làm mất sức bữa sau nằm luôn vậy đó. Mệt, mẹ la mẹ hay mệt lắm. Tại cũng sức khỏe cũng lớn rồi, nên bây giờ la nhỏ thôi là được rồi. Rồi chúc cho mẹ chồng nàng dâu sẽ mãi mãi yêu thương nhau. Nhớ có chuyện gì la nó, la nhỏ nhỏ la liền, gom cục la nó sốc. Để nó phun mình á. Để nó nói mình phun đó. Nó nói thôi chứ nó không có nghĩ đâu. Cũng hiền lắm á cô ha. Rồi gửi tặng một kỷ niệm cho mẹ chồng nàng dâu. Dạ cảm ơn Nguyễn Linh. Thành công nha. Dạ cảm ơn Nguyễn Linh. Dạ. Cảm ơn chị. Chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho hai mẹ con. Đây là bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today, gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Dạ cảm ơn hai mẹ con đã đến với chương trình ạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn. Như vậy là chúng ta đã trải qua hai cặp đôi mẹ chồng nàng dâu. Và hy vọng rằng hai câu chuyện ngày hôm nay cũng để lại cho quý vị những tiếng cười và những bài học vô cùng quý giá. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Lê Lộc, Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.